Thưa quý vị, và một nhạc phẩm kế tiếp Ngọc Huyền xin dành tặng cho tất cả quý vị trong dịp mùa xuân về, nói lên lòng hiếu thảo của những người con, luôn cầu chúc sức khỏe, cầu chúc an lạc, cầu chúc những điều hạnh phúc đích nhất đến với cha mẹ của mình. Một nhạc phẩm của nhạc sĩ trẻ Quách Bin được mang tên Gánh Mẹ. Kính mời quý vị cùng lắng nghe sau đây. Tình gánh con chở con gánh mẹ đâu non, cả lòng mẹ đã gánh con biết trời. Ngày xưa mẹ gánh ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nào. Cho con gánh cả đôi vai,
già lá sắp xếp cây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sông biến ra chào con sao gần hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già để sau người ta. Xin cảm ơn quý vị, bé Hà Tiên và Ngọc Huyền xin gửi lời cảm ơn quý vị. Và đây cũng là một lời nói tri ân đến với Chùa Điệu Ngự, đến với đài truyền hình IBC TV. Đầu tiên là chắp cánh cho Ngọc Huyền, một người con Phật tử được vào đài truyền hình IBC TV có những bài hát Phật giáo trong chương trình Dòng Nhạc Tỉnh Thức, có một chương trình cải lương của Cải Lương Tiêu Yêu phát sóng trên đài, để chắp cánh cho ước mơ nghệ thuật của Ngọc Huyền được bay bổng trong vòng trời nghệ thuật của mình. Và nhờ dòng nhạc Tâm Ca Đạo Hiếu, chương trình giải thưởng Tâm Ca Đạo Hiếu, bé Hà Tiên đã được học, được nói tiếng Việt và đây trở thành là một người con thuần thành trong ngôi nhà Phật giáo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Chùa Điệu Ngự, đài truyền hình IBC TV và tất cả tấm lòng của quý Phật tử cộng đồng người Việt của chúng ta tại miền Nam Cali cũng như trên toàn thể thế giới. Xin cảm ơn quý vị.